chào tất cả các bạn, mình là Sang. Mình là Hưng, mình đến từ Sài Gòn đó. Hôm nay Sang và Hưng sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn về một dòng cửa đang làm mưa làm gió hiện nay, đó chính là cửa Composite. Sang giới thiệu đến quý vị và mọi người là về dòng sản phẩm này thì mẫu mã với lại màu sắc như thế nào nhỉ? Composite được kết cấu là từ nhựa và bột gỗ đúc thành một cánh cửa như thế này. Mình có thể là chạy chỉ như là chạy chỉ phào nổi như cái cửa này, hoặc là chạy CNC theo những thiết kế mẫu mã như mà mình muốn. Màu sắc thì có rất nhiều màu sắc để mình lựa chọn. Trên cửa nó sẽ hiện lên những vân gỗ mà mình có cảm giác sờ vào vân gỗ thật của nó. Thì như bạn Sang chia sẻ đó, thì cái dòng sản phẩm này thì ở trên bề mặt là luôn luôn là cái lớp vân gỗ, mình chạm vào, mình sờ vào, mình thấy lớp vân gỗ thật trong này luôn. Bộ cửa này, nhắc lại đó là bộ cửa đúc. Dòng sản phẩm này luôn luôn là đúc thành một bộ sản phẩm cửa nguyên khối, và khung cũng là khung nguyên khối ghép lại với nhau bằng các mối nối này thôi. Đó, thì đối với cái sản phẩm như là Sang hồi nãy chia sẻ là cái này là hiện tại đang là phòng nổi. Các bạn có thể thấy là khi Hưng đưa tay vào thì đây là điểm dừng, ở trong này cũng là điểm dừng, đó là phòng nổi đó. Hoặc là chạy CNC là có thể khắc lên đây những cái kiểu dáng mà khách hàng có thể thiết kế, tự thiết kế và gửi sản phẩm đó để chạy theo, hoặc là những cái mẫu mã đã có sẵn trên catalog, trên website cũng có đó. Thì đối với Hưng thì Hưng sẽ chia sẻ thêm về kỹ thuật đối với cái bộ cửa này. Thì kỹ thuật thì bộ cửa sẽ bao gồm bộ nẹp ngoài, bộ nẹp trong, cũng như thông dụng như các sản phẩm khác thì bộ cửa này cũng khá là nhẹ, do đó mình chỉ sử dụng 4 quan lề ở đây đó. Thì hướng cánh mở thì các bạn cũng có thể lựa chọn theo hướng cánh mở mà thuận tiện nhất trong nhà, thì do đó mình để dễ lắp được cái bản lề tốt nhất. Chiều rộng của bộ cửa của quầy thì 900 x 2m2 đó. Khung bao ở đây thì khung bao này là mình có thể là làm có loại đấy, là hiện tại là khung bao mình có cái ron cao su và cái nẹp để che lại cái phần ốc vít cố định ở trong tường đó. Rồi thì bộ cửa này thì mình có thể thấy ở đây thì như các clip khác giới thiệu thì bộ khóa này là khóa tròn rẹt, đúng không? Mình còn những loại khóa nào khác sang nhật ngoài khóa tròn rẹt ra thì mình có thể là khóa dài gạt, thì dài gạt lớn hoặc dài gạt nhỏ. Bên cạnh đó mình cũng có thể là gắn khóa tròn. Cửa thì mình cũng có thể là mình muốn an toàn hơn thì mình có thể là xài khóa vân tay hoặc là khóa điện tử, khóa từ. Bộ cửa này rất là chắc chắn, do đó mình có thể là sử dụng thêm khóa vân tay. Tại vì nó tuy là nhựa hỗn hợp nhựa gỗ nhưng mà bộ cửa này rất là cố định, cho mình khi gắn cái bộ khóa đó vào sẽ không bị xê dịch hay là bị phá khóa dễ dàng. Đối với cái dạng sản phẩm cửa này thì mình có thể kháng chắn, chống nước, chống ẩm, rồi không có cong vênh theo thời gian, không có bị co ngót gì cả. Đó. Mối mọt thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đó. Thì hiện tại thì các bạn có thể tham khảo trực tiếp trên mẫu sản phẩm này, hoặc là đến trực tiếp tại showroom, hoặc là trên fan web của Sài Gòn Đôn. Hotline của chúng tôi luôn luôn đợi các bạn gọi đến. Và cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.